Rồi báo cá anh em ơi, hôm nay cũng một ngày vô mánh nha, toàn là cá đuôi đồng ngon không các bạn. Đặc biệt mấy con cá này mình thích lắm nè, nó tròn u mà có đằng ri nhìn đã không? Đó ăn rồi đó. Đó, đó. Mời chưa? Đó. 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 Nó vô nó hóp, nó chạy khi ghê không? Chớn này ngon quá, không biết sao đây. Ăn rồi các bạn. Có, thụ cá bự, Thôi làm hết. Đây là cái mọc nhánh sông thôi, còn phía bên đây nữa nè, trái hay bỉnh không? Đó, rồi mình sẽ câu cái điểm này nha. Đó, cái điểm lục bình nó bích hết luôn các bạn. Cái điểm này cũng không có xa lạ gì, đây cái điểm này là điểm Kinh Cô Hai nha. Đó, điểm Kinh Cô Hai mà phía trong lục bình nó bích vậy nè. Cái điểm này thì theo như mình biết là cá tra nó hết 80%, cá tra nhiều lắm các bạn ơi. Nhưng mà mình thì mình đi câu nhấp, câu nhấp không có thì cũng đi câu cá tra hả. Tại mình sẵn một cái chỗ câu á, mình sẽ chỗ có cá gì có thì mình cứ câu thôi. Rồi mình sẽ đi vô con nhấp nha, nhấp trong cái những cái lùm cây nè, những cái bụi tre bụi sậy đồ đó các bạn, hên thì có cá nó ăn thôi. Nói chung mấy con cá rô này mà các bạn nhấp á, mà nghe động là nó lợn nó ăn liền. Đó, có con còn nó tớp móng nó lợi rồi các bạn. Đó thấy không, cá thì cá đuôi đồng, cá này mập ú luôn á các bạn. Ừ, cá mè làm hết hồn. Điểm này con cá mè bỏ xuống làm liền luôn nè, câu dế các bạn. Rô đồng, rô đồng. Đó, chém cái tài đào hơi ghê thiệt. Bỏ xuống đây câu các bạn ơi. Cái chỗ này nhìn đã lắm nhưng mà cỏ mục là nhiều quá các bạn. Cá nó ở lắm.
cũng hy vọng là có cá lớn nha. Ở cái cần này là 1,5 mét đó các bạn, mới vừa tới. Họ ăn rồi đó. Đó, đó. Mời chưa? Thấy mời chưa các bạn? Từ từ nha. Bạn coi nè. Đây mình chỉnh sửa lại cho nó đẹp các bạn. Đó. Thấy con cá này đẹp không? Bự nha, con cá này 4 ngón đó. Ý, xa, xa. Rớt cái tiêu luôn. Đây. Mình bỏ vô nha. Con đầu tiên. Con đầu tiên mê quá các bạn ơi. Con đầu tiên vậy là thấy ổn rồi đó. Này á là 1,5 mét. Rồi cộng nhợ thì mình làm 1,2 mét. Mà 1,2 mét các bạn. Mới tới cái chỗ này được, nó cao quá. Phải nhấp, mình thích cá nó táp hơn nên mình nhấp với rung đọt các bạn. Bỏ xuống nó ăn liền cho các bạn xem nè. Ăn rồi đó, ăn rồi các bạn. Phải nhóng lên để giật cái nó dướng vô gốc cây đó các bạn. Đó, ăn rồi đó. Mời quá. Rồi, được hai em. Hai em rồi các bạn ơi. Hai em con nào cũng lấy mập ú. Cá nó quặn phía ngoài. Hy vọng là cá nó chạy vô nó ăn các bạn. Đó. Đặng không? Nó vô nó hốt, nó chạy thì ghê không? Cá rô anh. Bán số hả? Ừ được. Rô rô này mạnh quá các bạn ơi. Bà con cá rô nè. Ghê chưa? Kéo rồi đó, nước lớn nhỏ các bạn ơi. Cá hai ngón. Cá hai ngón thì mình thả xuống các bạn cho nó lớn.
Ủa, tìm lên các bạn ơi. Cái này chắc cá trê quá các bạn. Tìm lên nhiều quá. Ăn rồi các bạn. Cá rô. Ồ cá mè. Đồ hộp dính luôn bạn thấy không, nắm dở lên là nó hết dính luôn, khỏi giật. Cá mập ghê các bạn, mùa này cá nó mập khủng khiếp. Thấy con cá nè, mập ghê chưa. Rồi thấy con cá nè, mập đẹp ghê không. Tích tắc. Thấy không? Tích tắc là 4 con. Nó không có khác gì con nhóng các bạn. Không thấy gì hết á, với nó căng nhờ vậy. Cá thì nhỏ lắm cũng đẹp. Thấy cá này cỡ này là mê không? Cá này đẹp lắm. Nãy giờ mới dính, nó ăn quá trời cái.
ngàn 4-5 cái mới bắt được nó. Chớn này ngon quá, không biết sao đây. Ăn rồi các bạn. Cá bự, cá bự. Làm hết hồng luôn. Giật luôn các bạn. Rồi, nó tha nó chạy luôn. Cá mập bu niêu. Cũng đủ ăn rồi đó. Mùa này cậu đâu cũng có cá mè, lâu lâu có dính được con cá mè, lâu lâu dính được con cá mè các bạn. Rồi báo cá anh em ơi, hôm nay cũng một ngày vô mánh nha, toàn là cá đu đồng ngon không các bạn. Đặc biệt mấy con cá này mình thích lắm nè, nó tròn u mà có rằng ri nhìn đã hơn. Còn số nhỏ nhỏ là mình thả bớt rồi đó, chứ câu nhiều lắm các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem hết video nha, xin chào và hẹn gặp lại các bạn clip sau.